Chào các bạn, sau đây cô sẽ cùng với các bạn giải bài tập số 3, sẽ khoa vật lý lớp 12 trang 198. Đề bài như sau, chọn câu đúng. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là A. Động năng các neutron phát ra, B. Động năng các mảnh, C. Năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh, D. Năng lượng các photon của tia gamma. Dựa vào bảng số liệu 38.1, các em có thể quan sát thấy các cái năng lượng chiếm chủ yếu ở đây là động năng của các mảnh. Các em có thể quan sát số liệu và có thể so sánh luôn. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch là động năng. Như vậy, cô và các bạn có thể trả lời bài tập số 3 này như sau. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh. Suy ra chúng ta chọn đáp án B. Cô cùng các bạn nhìn lại đáp án. Đáp B là đáp án chính xác. Như vậy, bài tập số 3 đến đây là kết thúc.